Chào các bạn, ngày hôm nay siêu thị điện máy HC Hải Dương tiếp tục giới thiệu đến các bạn sản phẩm. Nồi cơm điện sạc 1.8 lít CSCOM 18B. Nồi cơm thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Bảo hành chính hãng 1 năm. Nồi có thiết kế sang trọng. Bo cong về phía trước rất đẹp. Đi kèm theo nồi có xứng hấp, thìa lấy cơm và cốc đong gạo. Với dung tích 1.8 lít, nồi phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Lòng nồi làm bằng hợp kim nhôm chống dính, an toàn khi sử dụng. Nồi có chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24 giờ. Phím bấm nấu cơm dễ dàng bao gồm nấu cơm, nấu cháo, cơm trộn, nấu xôi, làm bánh, nấu chậm. Lòng nồi thiết kế tay cầm cách nhiệt. Công nghệ nấu 3D, tỏa nhiệt từ đáy, thân và nắp nồi. Van thoát hơi nước thông minh, hạn chế thoát hơi nước. Mua hàng liên hệ số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.